Hello, xin chào các bạn. Đây là kênh YouTube của INV Venture và cộng đồng INV sẽ là nơi chia sẻ những kinh nghiệm, những quyết định mua bán theo xu hướng đầu tư của cá nhân ở trên các sàn giao dịch trong thị trường cryptocurrency. Và INV Venture sẽ luôn cập nhật những hoạt động, những biến động trong thị trường một cách là nhanh chóng và kịp thời. Và nếu như xem video này các bạn thấy hay và mang nhiều thông tin hữu ích thì hãy nhớ tham gia vào cộng đồng của INV Venture theo đường link Telegram và Facebook mà bọn mình để phía dưới phần mô tả của video này. Thì video ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn về top 5 dự án hiện tại trong tháng 9 mà các bạn có thể đầu tư ở trên sàn MSC. Ok, và dự án đầu tiên mà mình chia sẻ đến cho các bạn trong video ngày hôm nay là dự án Octopus Network. Dành cho các bạn là chúng ta chưa biết về Octopus Ham thì đây là một trong những dự án vừa qua thì đã được IDO ở trên nền tảng Skyward của Near Protocol. Octopus Network thì được xem như là một cánh tay phải của hệ sinh thái Near Protocol ha, bởi vì nó là phục vụ cho việc là cung cấp một cái cơ sở hạ tầng cho toàn bộ hệ sinh thái của Near, với chức năng sẽ giúp khởi chạy và vận hành các blockchain dành riêng cho các ứng dụng về Web 3.0 hay còn gọi là các app chain. Và dự án này thì đã gọi vốn được khoảng là 5 triệu đô la Mỹ với cái vòng Series A. Rồi, hiện tại thì cung lưu thông của dự án này nó đang rơi vào tầm là khoảng 30 triệu đồng token với tổng lượng cung tối đa là 100 triệu đồng. Và với cái giá trị hiện tại là xấp xỉ 2 đô thì cái market cap của dự án này trên thị trường nó rơi vào tầm là 60 triệu đô các bạn nhé. Ok, về dự án này thì họ cũng đã kêu gọi được các investor và các partner lớn như là Cosmos, Near Protocol hay là Solana cũng như là Flow. Đồng thời có các quỹ lớn như là quỹ của NGG Venture hoặc là Origin Venture cũng như là OKX Block Venture ha. Rồi, hiện tại thì dự án này đang được giao dịch ở trên sàn MSC và sàn Gate. Và sắp tới đây thì mình nghĩ là không sớm thì muộn thì nó sẽ lên được những cái sàn lớn hơn như là sàn OKX, sàn Huobi, sàn FTX hay là sàn Binance. Thời điểm hiện tại thì Octopus đang được giao dịch trên thị trường với giá trị là khoảng là 1.93 đô la Mỹ ha. Mình sẽ nhìn tổng quan hơn về cái biểu đồ của con token này. Trong cái thời điểm đầu tiên khi mà list sàn thì nó dao động ở mức cao nhất là gần 5 đô la Mỹ. Thì trong những ngày đầu là những cái thành viên mà họ tham gia IDO họ mua đấu giá được rồi á thì họ sẽ bắt đầu họ xả token. Thì đây là cái khoảng thời gian họ xả này. Họ xả từ 4 đô về tới vùng đáy là khoảng 1.25 đô la Mỹ ha. Thì nó dao động sideways trong cái khoảng này cũng được một khoảng thời gian vài ngày, thì hiện tại là đang có dấu hiệu là bắt đầu đi lên trở lại ha. Từ cái vùng giá này thì nó đã tăng lên được khoảng là 50 đến 60% giá trị nếu như những bạn nào chúng ta mua được cái vùng giá thấp này. Ok, hiện tại thì dự án này là một dự án khá là dài hơi và trong tháng 9 này thì các bạn cũng có thể chơi lướt được. Chúng ta có thể là mua và bán canh chốt lời những cái vùng giá khoảng là 10 20% là chúng ta chốt ha. Thì cái vùng giá đẹp nhất mà mình cũng khuyến khích các bạn mua là chúng ta sẽ mua ở những cái vùng hỗ trợ như thế này nè. Ok. Đó. Có thể mua ở cái vùng giá là 1.7 đô la Mỹ hoặc là các bạn có thể là mua ở những cái vùng thấp hơn là tầm 1.5 đô la Mỹ ha. Và cái vùng giá để mà để hold hold đẹp nhất á thì mình nghĩ là các bạn có thể là mua dưới 1.4. Mua dưới 1.4 các bạn mua rải về thì các bạn có thể hold ha. Con này thì mục tiêu dài hạn của mình thì mình tin chắc là nó có thể lên được ít nhất là 4 đến 5 đô và xa hơn là 10 hoặc là 20 đô nha. Bởi vì các bạn hiểu là khi mà toàn bộ hệ sinh thái của Near mà nó muốn xây dựng ở trên Near một cách là nhanh chóng và giải quyết được những cái vấn đề mở rộng cũng như là vấn đề tốc độ mà những cái DApp hiện tại đang không thể giải quyết được khi mà xây dựng ở trên Ethereum á, thì nó phải sử dụng cái nền tảng của Octopus để mà xây dựng. Thì khi mà càng nhiều dự án xây dựng trên Near và sử dụng Octopus thì cái giá trị của đồng token OCT nó sẽ tăng tăng vọt nha. Và như các bạn đã biết thì gần đây thì hệ sinh thái của Near cũng đang có sự bùng nổ rất là lớn. Bên cạnh Solana thì Near là một trong những cái ông lớn và có sự tăng trưởng về giá rất là tốt. Cho nên là Octopus là một trong những cánh tay phải và sẽ bùng nổ trong thời gian sắp tới. Ok, và dự án thứ hai mình giới thiệu đến cho các bạn ngày hôm nay là dự án về Tribe hay còn gọi là Fee. Thì cái dự án này mục tiêu của nó là nó sẽ phát hành về một cái stablecoin sử dụng cho các nền tảng của DeFi.
Dự án này thì nó sẽ phát hành ra một cái stablecoin mang tên là FEI, có giá trị tương đương với USD và có tính phân quyền, thanh khoản tốt và có thể mở rộng, giúp cho là mọi người user có thể là tiếp cận với các nền tảng DeFi một cách là tự do và an toàn. Hiện tại thì cái TVL của dự án này nó khá là cao nha. Và cái vốn hóa thị trường của đồng coin này thì rơi vào tầm là 360 triệu đô và nó đang giao dịch trên thị trường trong cái sắp xỉ giá là 0.79, 0.8 đô la Mỹ nè. Đồng token của nó là đồng TB nha. Đây là cái biểu đồ chart của dự án này. Các bạn thấy là biểu đồ này nó khá đẹp nha. Thì cái dự án này nó đạt đáy là cái khoảng là 0.5 đô la Mỹ và từ đáy thì bắt đầu là đang có cái dấu hiệu là phục hồi nha. Hiện tại vừa qua thì dự án này cũng đã lên được những cái sàn lớn hơn và có cái sự tăng trưởng lên tới là 147 đô la Mỹ. Hiện tại thì cái chart này thì mình đang thấy nó khá là đẹp, nó đang tích lũy sideways trong cái khoảng vùng giá là 0.8. Thì cái con này á, các bạn có thể là mua rải về từ cái thời điểm này nha, 0.8 các bạn mua rải về tầm là 0.65 và các bạn sẽ hold lên được ít nhất là tầm cái khoảng vùng giá này 182 đô la Mỹ ha, hoặc là gần hơn á, thì các bạn có thể là chốt ở trong cái vùng vùng này, ok, là tầm 1 đô la Mỹ là chúng ta có thể là trade lướt. Con này thì về dài hạn thì mình cũng đánh giá là có thể là hold được nha. Rất là tiềm năng, đây là một trong những cái dự án mà có phải là phát hành stablecoin và nó cạnh tranh rất là nhiều đối thủ lớn ở trên thị trường và nó giải quyết được khá là nhiều cái vấn đề của các stablecoin hiện nay. Ok, dự án thứ ba mà mình muốn giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay là dự án về Saint Finance. Saint Finance là một tổ chức tín dụng phi tập trung bao gồm các tính năng là về lending, borrow và saving, đặc biệt là lãi suất theo tầng ha. Điều nổi bật của dự án này là Saint Finance được xem như là một bản fork của dự án Yearn Finance, khi dự án này cũng sử dụng vốn của người dùng gửi vào các giao thức để mà đem đi farm. Chúng ta sẽ cùng điểm qua về một vài cái partner và cái investor đáng chú ý của dự án này ha. Thì ngay đầu tiên thì các bạn thấy là có Binance, có Google Launchpad. Đây là hai cái quỹ chúng ta có thể là đặc biệt lưu tâm ha. Đây là một trong những cái dự án mà được Binance họ đầu tư và Saint Finance thì hiện tại nó chưa có được lên trên sàn Binance. Và sẽ không bất ngờ nếu mà trong thời gian sắp tới thì dự án này sẽ được list trên các sàn lớn hơn, đặc biệt là sàn Binance các bạn nhé. Bên cạnh đó thì cũng sẽ có một số cái quỹ khác như là AU21 Capital hay là Husky hoặc là NGC. Đây là một trong những cái quỹ cũng khá là đáng lưu tâm. Và các bạn cũng có thể là sử dụng các cái sản phẩm của Sen để mà chúng ta tham gia gửi tiết kiệm vào trong cái nền tảng này. Đây là một trong những dự án đến từ châu Phi và cũng được CZ, chủ sàn của sàn Binance, họ cũng có một vài lời bình luận khá là tích cực về các dự án đến từ châu Phi ha. Hiện tại thì market cap của dự án này đang rơi vào tầm là 16,8 triệu đô la Mỹ, cung lưu thông là 48 triệu đồng trên tổng total supply là 200 triệu đồng ha, chiếm khoảng là 1/4. Và cái giá trị hiện tại của Sen thì rơi vào tầm là 0.35 đô la Mỹ. Đây là cái biểu đồ của dự án Sen. Sau khi mà Sen lên sàn thì cũng như là các cái biểu đồ mà vừa qua mình nói với các bạn thì nó cũng xả về khá là sâu. Đa số các dự án khi lên sàn thì nó xả về khá là sâu ha. Và hiện tại thì cái đáy thấp nhất của nó là 0.12 đô la Mỹ và đã có sự phục hồi cũng khá là tốt, tăng trưởng lên tới cái vùng cao nhất là 0.45 đô la Mỹ ha. Thì cũng gần x4 lần so với giá đáy. Và hiện tại thì nó đang tích lũy sideways đi ngang ở cái khu vực này. Và mình nghĩ là trong thời gian sắp tới thì cũng sẽ có một cái sự phục hồi, ít nhất là nó sẽ đạt được cái vùng target là 0.6 đô la Mỹ dành cho các bạn nào chúng ta muốn trade lướt nè. Và cao hơn thì sẽ là những cái vùng target này 0.96 ha. Và có thể là vùng 1.33. Và xa hơn nữa thì con này thì mình nghĩ là nếu mà trong tương lai và Binance thì họ sẽ tập trung vào các cái dự án ở về châu Phi á, thì đây là một trong những dự án đáng lưu tâm và nó sẽ bắt trend để mà bùng nổ hơn. Rồi, với những bạn nào mà chúng ta muốn trade lướt ngắn hơn nữa thì các bạn có thể là mua trong cái khoảng vùng giá là tầm 0.3 ha. 0.3 và các bạn bán trong khoảng là 0.4 đô la Mỹ là đẹp. Ok, và dự án thứ tư là dự án Covalent. Covalent này là một mạng lưới cung cấp dữ liệu cho một số dự án trong không gian DeFi và NFT. Dữ liệu mà Covalent API cung cấp thì nó khá là đa dạng và phù hợp với các crypto native
các công ty cung cấp dịch vụ về crypto hoặc là các công ty chấp nhận crypto làm cái phương thức thanh toán. Điểm nổi bật của dự án này thì dự án này sẽ giải quyết được các vấn đề lớn hiện nay, đó là việc truy cập vào các dữ liệu của các blockchain khá là phức tạp như là Ethereum, Binance Smart Chain. Hiện nay thì Covalent đang hỗ trợ khá là nhiều các layer 1 và layer 2 khác nhau, bao gồm là chúng ta thấy là có Ethereum, có BSC, Binance Smart Chain, có Polygon, rồi Avalanche, Phantom, rồi Elon hoặc là Near, Polkadot. Hiện nay thì đồng token của dự án Covalent là CVT thì đang được giao dịch ở trên các cái sàn như là sàn FTX, sàn Coinlist, sàn OKX, rồi là sàn Gate ha, sàn MSC. Ok, và đây là các nhà đầu tư và các partner lớn của dự án này. Đặc biệt thì trong Parker thì chúng ta thấy là có Binance, có Coinbase và có Alameda Research. Về Covalent này thì chúng ta có quyền hy vọng là sắp tới đây thì dự án này có thể là lên được các sàn lớn như là sàn Binance hay là sàn Coinbase. Ok, và cái vùng mua đẹp nhất của dự án Covalent này, hiện tại thì con này thì mình đã đầu tư được trong cái vùng giá là 0.33 rồi. Hiện tại thì mình vẫn hold ha. Cái thời điểm đáy này mình vẫn hold. Hiện tại thì lên tới khoảng là 2.11 thì mình đã chốt gốc ra và mình hiện tại mình đang hold lãi. Nhưng mà đối với những bạn nào chúng ta mới biết về dự án này và đang muốn tham gia thì các bạn nên chờ. Ít nhất là nó sẽ về tầm cái vùng giá là 1.14 đô la Mỹ ha, 1.14 đến 1.2 thì các bạn có thể là chia một khoản vốn ra để các bạn mua. Nếu như mà nó có biến động mạnh thì nó sẽ về cái vùng giá này. Đây. Thì nó sẽ về tầm là 0.8 thì các bạn có thể là DCA, tức là cân bằng vốn thêm một lần nữa. Nếu là trường hợp xấu nha. Đó thì con này là một trong những cái con mà các bạn nên mua rải ra. Mua rải ra để mà chúng ta chờ nó lên những cái sàn lớn hơn như là sàn Coinbase hay là sàn Binance thì nó sẽ có một sự tăng trưởng về giá khá là tốt. Mục tiêu của con này thì mình hy vọng là nó sẽ đạt được cái tầm là 3 đô la Mỹ trong thời gian sắp tới. Hiện tại thì cap của con này nó rơi vào tầm là 150 triệu đô với cái cung lưu thông là 115 triệu trên tổng cung là 1 tỷ đồng token. Thì khi mà đạt cái giá là 3 đô la Mỹ thì nó sẽ đạt cái cap tầm là 500 triệu đô ha. Thì khả thi với cái dự án này. Ok, và dự án cuối cùng trong cái video ngày hôm nay mình muốn giới thiệu đến cho các bạn là dự án Step Finance. Step Finance là một ứng dụng tổng hợp giao thức trên nền tảng của Solana và được xây dựng từ Hackathon Solana vừa qua. Step Finance sẽ giúp cho người dùng theo dõi, tổng hợp, thực hiện các giao dịch ở trên nhiều cái giao thức khác nhau trong nền tảng của Solana thông qua một ứng dụng duy nhất. Thì như các bạn đã biết thì Solana hiện tại đang là một trong những cái hệ sinh thái mà rất là bùng nổ và dòng tiền đổ về Solana rất là nhiều. Do đó cho nên là chúng ta không thể nào bỏ qua về những cái dự án hiện tại đang được xây dựng ở trên Solana, đúng không nào? Và nếu mà chúng ta chọn được ra được một cái dự án tốt xây dựng trong hệ sinh thái của Solana để mà chúng ta hold và chờ đợi cho cái dòng tiền đổ về thì những dự án này rất dễ để cho chúng ta có thể là x2 đến x3 tài khoản nha. Về backer của dự án này thì chúng ta thấy đây có Alameda Research và có Radium. Radium là cũng là một trong những dự án mà thời gian vừa qua có sự bùng nổ rất là tốt ha, tăng trưởng từ 2-3 đô la Mỹ tăng trưởng lên tới là 15 đô la Mỹ trên sàn Binance. Ok, và Alameda Research thì đây là một trong những cái quỹ đầu tư lớn và rất là quen thuộc của chúng ta rồi ha. Quỹ đầu tư đứng sau sự thành công của Radium, của SRM hoặc là của Solana. Hiện tại thì Step Finance đang có cái vốn hóa thị trường là 80 triệu đô la Mỹ, cung lưu thông là 92 triệu đồng token trên tổng cung tối đa là 1 tỷ đồng token ha. Thì token Step là token của dự án này. Hiện tại thì người dùng có thể là sử dụng token Step để sử dụng đem đi staking. Các holder của Step thì có thể là stake token này để nhận thưởng. 100% phí thu được sẽ dùng để thu lại Step và phân phối cho các staker. Thứ hai thì các staker của Step thì có thể truy cập vào một số tính năng riêng biệt, ví dụ như là các chỉ số, các phân tích, các cái đánh giá dành cho các nhà đầu tư, hoặc là chúng ta có thể là referral, người dùng có thể là giới thiệu Step Finance cho người khác. Khi mà người khác sử dụng swap hay là sử dụng các dịch vụ thì họ cũng sẽ nhận được một cái phần phí, đúng không nào? Ok, hiện tại thì trên sàn MSC thì dự án này cũng vừa được list thôi. Tuy nhiên thì dự án này được ra mắt khá là lâu rồi ha. Đây là cái chart của dự án Step Finance ở trên TradingView. Thì dự án này cũng đã ra mắt được rất là lâu rồi
Các bạn thấy thì nó xả từ đỉnh là 8 đô này, nó xả về đáy là còn 0.2 đô à. Thì những bạn nào mà sẽ có rất nhiều người đu đỉnh ở trong thời điểm này nha. Đó, thì các bạn thấy là nếu mà chúng ta mua thời điểm này cũng đang rất là rẻ so với thời điểm đáy, thời điểm mà ở trên này rồi. Từ đáy thì nó phục hồi được khoảng là ít 4 lần, từ 0 chấm hơn 4 lần lận, từ 0.17 hiện tại thì nó tăng trưởng lên tới là 0.93, thì các bạn thấy là cũng tăng trưởng khá là tốt, gần 500%, gần 5 lần ha. Tuy nhiên thì về dài hạn thì dự án này cũng khá là ok để cho các bạn có thể đầu tư. Cái vùng mua đẹp của con này thì mình sẽ chờ mua ở trong cái khoảng giá là 0.75 đô la Mỹ nè. Và cái vùng mua thứ hai thì nếu mà nó về nữa thì các bạn có thể là mua 0.67 đô la Mỹ. Con này thì hiện tại thì mình đã cho bạn bè mình mua tầm 0.6 rồi, hiện tại thì nó lên tới là 0.85 đô la Mỹ ha. Một trong những cái con mà khá là ok. Đó. Các bạn thấy là cách đây ngày hôm qua thôi, ngày hôm qua thì nó chỉ đang dao động trong khoảng là 0.6. Nhưng mà ngày hôm nay thì nó tăng vọt lên là 0.95 đô la Mỹ, thì tăng trưởng đâu đó thì nó cũng hơn 50% các bạn nhé. Ok, về cái con này thì về dài hạn á thì mình sẽ hold theo cáp. Cáp con này hiện tại như mình đã nói thì nó đang rơi vào tầm là 80 triệu đô. Thì các bạn có thể là hold lên khoảng xấp xỉ là 150 triệu là x2, hoặc là các bạn hold lên là 200 triệu hơn, là mình nghĩ là nó phù hợp với cái dự án này. Tuy nhiên thì với những dự án trên Solana thì chúng ta sẽ không có biết trước được đâu. Tại vì một khi mà dòng tiền nó đã đổ về rồi thì nó sẽ bùng nổ rất là lớn. Điển hình như là con Slim này. Slim này là một trong những cái nền tảng platform IDO cho hệ sinh thái của Solana. Thì con này là mình đã có cái dịp mình có cơ hội đồng mình đầu tư từ thời gian là 0.15 này. Nó IDO của nó là 0.2 đô la Mỹ, thì nó xả về tầm là 0.15 thì mình đã mua được tầm 0.2. Thì hiện tại là trong những ngày qua thì nó tăng trưởng lên tới là 3 đô la Mỹ ha. 3 đô la Mỹ thì các bạn thấy là nếu mà mua được cái vùng giá này tăng trưởng lên đây thì các bạn cũng đâu đó là ít được khá là nhiều, hơn 10 lần. Con này thì mình đã chốt rồi, mình đã chốt từ cái khoảng vùng giá này rồi và nó tăng lên tiếp là 3 đô la Mỹ. Thì các bạn thấy là khi mà dòng tiền đổ về Sol rồi đó thì bất kỳ một dự án nào nếu mà chúng ta mua được dự án tốt rồi thì cứ chờ đợi thì nó sẽ bùng nổ khá là cao nha. Rồi ok. Như vậy là trong video ngày hôm nay thì mình đã chia sẻ đến cho các bạn về 5 dự án nổi bật và có tiềm năng hiện tại ở trên sàn MSC. Và như thường lệ thì những cái thông tin ở trong video này không phải là một lời khuyên đầu tư, mà các bạn hãy nên đầu tư dựa trên kiến thức và những nhận định của riêng cá nhân mình để chọn ra được những cái thông tin, những cái vòng coin tốt để chúng ta có thể là bỏ tiền chúng ta đầu tư dài hạn ha. Ok, và nếu như thích video này thì các bạn nhớ like và subscribe cũng như là tham gia vào các cộng đồng Twitter cũng như là Telegram của bên mình để nhận được những tín hiệu tốt cũng như là những cái nhận định tốt hơn, chi tiết hơn về thị trường cryptocurrency này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.